Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề Chức nghiệp thế thân, tên tiếng Anh là My Stand-in. Sau khi nhận được tin báo đã tìm thấy xác của Joe thì Minh vội vã đến bệnh viện để xác nhận. Còn Joe sau khi hóng hớt được chuyện cũng muốn đến tận nơi nhìn xem đó có phải là thân xác của mình không. Joe được Son và anh Quýt đưa đến bệnh viện để xác nhận, nhưng thư ký Jim không cho vào vì đang đợi cơ quan chức năng xét nghiệm DNA. Bao giờ có thông tin sẽ thông báo sau. Minh gọi cho ông thầy mù hỏi tại sao lại lừa Minh. Thầy khiến Minh tin rằng Joe hiện tại chính là Joe trước kia, trong khi bây giờ đã tìm thấy thân xác của Joe cũ rồi. Mặc dù ông thầy bảo có những thứ không thể nhìn bằng mắt thường được, nhưng Minh không chịu nghe mà nói từ nay sẽ không tin thầy nữa. Đến tối khi ngồi cùng nhau, Joe hỏi anh Quýt tại sao lại đưa nhà và xe của Joe cho Minh. Anh Quýt kể sau khi Joe mất tích, anh Quýt có gọi những người họ hàng của Joe, nhưng bọn họ chỉ muốn chiếm tài sản của Joe thôi nên Minh đã đứng ra để trông nom tài sản cho Joe. Joe thắc mắc tại sao Minh lại giữ đồ giúp mình làm gì thì Son đã nhanh miệng nói do mình cảm thấy tội lỗi nên mới làm vậy thôi. Nghe Son nói vậy nên Joe cũng tin như thế. Minh thì đứng cạnh xác của Joe như người mất hồn. Đến khi thư ký Jim đi vào nói đã có kết quả xét nghiệm DNA rồi thì thẫn thờ cầm tờ giấy. Khi mọi người đang ngủ say, Joe liền lén đi đến phòng xác muốn vào xem nhưng bị thư ký Jim ngăn cản lại. Thư ký Jim nói đã có kết quả DNA nên Minh cấm mọi người vào trong phòng. Joe rằng có đẩy thư ký Jim ra rồi chạy vào phòng thì thấy Minh đang ngồi như người vô hồn không cảm xúc. Joe xem kết quả trên tờ giấy xét nghiệm thì cũng gục ngã ngay tại chỗ, chính xác đó là thân xác cũ của Joe rồi. Sáng sớm, anh Quýt và Son cùng an ủi Joe và nói để mọi chuyện hai người xử lý cho. Nhưng Joe nói mình đã ok rồi, coi như bắt đầu bằng một cuộc sống mới thôi. Son nói, vì đã có giấy chứng tử rồi nên tài sản của Joe sẽ rơi vào tay họ hàng thôi, Minh dù có quyền lực đến đâu cũng không ngờ làm gì được. Nhưng Joe nói, cũng không có cách nào lấy lại được đồ đạc của mình. Yên tâm, có đại gia Son bảo kê, sẽ mua lại tài sản cho anh nha. Anh Quýt nói Minh định tổ chức tang lễ cho Joe ở ngôi chùa gần đây. Mọi người quyết định sẽ đi tiễn thân xác của Joe lần cuối. Joe định đi cùng nhưng anh Quýt ngăn cản vì không ai đi dự đám tang của chính mình đâu. Chuyện này để anh Quýt và Son giải quyết là được rồi. Minh tổ chức lễ tang cho Joe ở trong chùa. Lấy bức ảnh chụp đôi của cả hai mà đặt cùng di ảnh của Joe, rồi nghĩ tới những kỷ niệm trước kia của hai đứa mà đau khổ khóc không ra nước mắt luôn rồi. Anh Quýt và Son cùng đến viếng đám tang của Joe. Joe cũng đến viếng đám tang của chính mình trước sự ngạc nhiên của mọi người. Quỳ trước di ảnh của chính mình cảm giác ra sao anh Joe? Joe nhớ lại lời đã từng nói với anh Quýt, ước mơ thân thể của mình chỉ đang ở đâu đó nằm thực vật thôi, rồi một lúc nào đó Joe có thể trở về với thân thể cũ. Vậy mà đời không như là mơ, thân xác của Joe bây giờ đã chết, từ giờ về sau Joe sẽ mãi mãi ở lại thân xác mới này. Mọi người tham dự đám tang xong thì cũng ra về hết. Đến khi mọi người vào khiêng vòng hoa đi thì Minh vẫn thẫn thờ ngồi đó nhìn di ảnh của Joe. Minh nhớ lại những lời tâm sự của Joe trước kia, cùng những hình ảnh vui vẻ của hai người. Cuối cùng thì thân xác của Joe đã bị hỏa thiêu trở thành tro bụi. Minh nhìn làn khói tỏa ra mà khóc đau khổ đến nát phổi tim gan, nỗi đau thấu tận trời. Nhưng Joe thấy Minh khóc thì chạy đến túm cổ áo của Minh mà trách móc, giờ này còn khóc lóc làm gì nữa, có không giữ bây giờ mất là khỏi tìm luôn rồi. Anh Quýt và Son phải chạy đến kéo Joe đi. Trước mặt anh Quýt và Son, Joe lập lời thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Minh cả. Anh Joe nhớ cái lời thề này nhé, mấy bữa lại tự vào mặt cho mà xem. Minh đến nói từ giờ mọi chuyện của anh Joe mình sẽ giải quyết, từ cho cốt đến tài sản của Joe giờ đây sẽ thuộc về Minh. Cho cốt của Joe sẽ thả xuống biển, còn tất cả đồ đạc của anh Joe sẽ đốt bỏ. Anh Quýt nói đó là kỷ niệm của Joe tại sao Minh làm vậy. Nhưng với cái nét ngang ngược, má thiên hạ mẹ thiên nhiên của mình nên Minh nói những thứ đó giờ là của Minh. Bây giờ Minh muốn làm gì cũng được. Joe hỏi Minh có quyền gì mà đối xử với anh Joe kia như vậy. Minh nói, vì anh ấy là của mình Minh mà thôi, rồi quay đít bỏ đi. Anh Quýt nói chuyện giấy tờ và chuyện thừa kế quyền sở hữu sẽ không giải quyết nhanh đâu. Joe cũng nói, chắc đó là kế hoạch lừa chúng ta từ bỏ thương lượng với họ hàng của Joe thôi. Anh Quýt đang cố gắng liên hệ với họ hàng của Joe nhưng không ai nghe máy, chắc lại có sự can thiệp của Minh rồi. Nhưng anh Quýt sẽ cố gắng thương lượng và yêu cầu Joe phải bình tĩnh không được làm gì. Tối đến Joe lẻn đến nhà cũ của mình, đang định leo lên thì bị Son túm từ đằng sau làm giật cả mình, suýt rơi cái nét BD ra ngoài. Joe nói đây là kỷ niệm của mình nên hy vọng Son không ngăn cản, nhưng Son nói hôm nay Son đến để giúp Joe chứ không để Joe hành động một mình nữa. Vậy là Joe cùng Son leo lên nhà, Joe mở cửa còn Son thì đứng ở ngoài canh, nói có chuyện gì thì phải thông báo cho Son biết. Joe vào nhà đang tìm đồ thì đèn bật sáng, thì ra là Minh đã đợi sẵn từ trước. Minh nói anh Joe đã trở về rồi à? Joe nói không phải, thì Minh nói người biết bức ảnh gia đình cất ở đâu và đôi cốc tình yêu của hai đứa thì chỉ có thể là Joe thôi. Joe nói Joe đã chết rồi, sáng nay chính mình mới hỏa thiêu rồi đó. Nhưng Minh nói đó là cơ thể của Joe, còn bây giờ anh Joe của em đang đứng đây rồi. Minh nói sau khi thấy thái độ của Joe khi thân thể chết là Minh đã đoán được rồi. Joe nói vậy là Minh nói đốt đồ đạc của Joe là để lừa Joe xuất hiện à? Minh hỏi tại sao Joe lại không nói mình đã trở về. Nhưng Joe bảo nói ra để Minh lại bắt Joe làm thế thân cho tong tiếp à? Minh nói 3 năm qua mình chỉ nhớ Joe thôi, nhưng mà Joe vẫn không tin vì những gì Minh làm và khiến Joe chết cũng chỉ vì yêu tong thôi. Nhưng Minh nói, người mà Minh yêu là Joe, rồi ôm Joe. Minh xin Joe cho mình thêm một cơ hội, chúng ta cùng bắt đầu lại từ đầu, em thề, em hứa, em đảm bảo không làm anh đau lòng nữa đâu.
nhưng vừa mới dứt lời là Son đến kéo Minh ra rồi đấm Minh ngã lăn quay, xong kéo Joy đi. Joy than vãn tại sao lại ra nông nỗi này, nhưng Son thao túng tâm lý Joy nói Minh chỉ vì thấy tội lỗi thôi chứ không yêu anh đâu, người như Minh vì không có nên muốn có cho bằng được, đến khi có được là không trân trọng đâu. Nghe thấy Son nói cũng có lý nên Joy nói nếu Minh không chết thì chắc cả đời này Minh sẽ biến Joy thành thế thân cho Tong thôi. Son ôm Joy mà nói, anh hứa với em không được tìm Minh nữa nha. Joy cũng hứa mọi chuyện sẽ không quay lại như cũ đâu, em an tâm. Sáng sớm, đang ngủ nướng trên giường thì mẹ gọi Joy dậy, mẹ nha, chẳng phải Joy nói hôm nay có công việc sao? Nghe lời mẹ nhắc là đầu Joy mới chịu nhảy số giật mình nhớ ra nay Joy có buổi họp báo ra mắt MV của Son, đúng lúc đó Son đến đón Joy đi họp báo. Thấy Son chăm sóc Joy quá mà anh trang điểm để Joy lại cho Son luôn, muốn làm gì thì làm đi chứ hết chịu nổi cơm chó rồi. Son nói dù Joy ở thân thể nào thì Son cũng dành tình cảm cho Joy như vậy. Nhân viên sắp xếp Son sẽ vào trước còn Joy vào sau, nhưng thấy Joy run vì chưa bao giờ tham gia họp báo, vậy là Son nắm tay Joy cùng bước vào trước sự hú hét của đám fan. Khi phóng viên hỏi thì Son mạnh dạn nói là người yêu của mình nhưng chị MC đã kịp thời giải thích là người yêu trong MV đấy. Đang phỏng vấn thì Minh đi vào với bó hoa hồng rực rỡ, rồi tặng cho Joy trước ánh mắt hận thù của Son. Bà MC cũng có duyên lắm cơ, liền nói sẽ có phần 2 để Minh làm người thứ 3 đấy ạ. Sau khi họp báo kết thúc, Son hỏi anh Quýt tại sao lại có vị khách không mời mà đến, thì ông Pratza nói mình mời Minh tới vì Minh muốn hợp tác với mọi người nên mới sắp xếp màn ra mắt thật hoành tráng lệ. Ông Prat đến cạnh Joy khen thưởng mà còn nói Joy rất giống Joy cũ nữa chứ. Rồi dặn dò Joy phải làm tốt chứ đừng làm cho Joy trước kia mất danh tiếng. Anh Quýt phải cắt ngang cái ông lắm mồm này, gọi đi ra họp báo ngay. Joy đang uống rượu giải sầu thì Minh đến ngồi cạnh, Joy đứng lên bỏ đi thì bị Minh cản lại nói có nhiều phóng viên lắm, chắc Joy không muốn bị tai tiếng diễn viên mới nổi bất lịch sự đâu nhỉ. Vậy là Joy đành phải ngồi lại. Joy cà khịa nói Minh vẫn là kiểu thích ép buộc người khác, còn Minh thì nói Joy cứng đầu hơn xưa đấy. Minh kêu Joy rót rượu cho mình như lúc lén trước say Minh để lèn vào nhà ấy. Minh muốn cụng ly chúc mừng vì Joy đã trở về nhưng Joy nói mình không quay về để tìm Minh đâu, chẳng bao lâu sẽ thoát được Minh thôi. Minh nói Son sẽ không làm Joy nổi tiếng được đâu. Minh bắt đầu thao túng tâm lý, nắm tay Joy, kêu Joy về với mình rồi anh muốn gì em cũng chiều. Đúng lúc đó Son đến giật tay Minh ra rồi hỏi, sao Minh làm phiền gì Joy vậy? Joy cản Son lại vì ở đây rất đông phóng viên, nhưng Son nói không quan tâm. Nhờ Joy can ngăn nếu không lại nổ xì căng đan, anh quyết xử lý tình hình còn ông Brad thì kêu Joy ra gặp mình. Ông Brad nói kỳ vọng vào Joy, như một đàn anh trong nghề khuyên nhủ đàn em phải biết chớp lấy cơ hội nếu muốn phát triển trong giới này. Còn tưởng cơ hội là gì thì ra là Minh ạ. Thế bắt Joy đi tiếp khách mà còn gặp đúng khách sộp luôn các bác ạ. Joy miễn cưỡng lên xe cùng Minh mặc dù không muốn lắm, nhưng đúng là cứ thằng nào nhiều tiền là thằng đó thắng. Ngồi trên xe, Recha hỏi Minh muốn gì từ mình. Minh nói chỉ muốn đưa Joy về thôi, Joy nói mình tự về được. Minh nói ông trời đã cho Joy trở về với mình một lần nữa thì hãy cho Minh cơ hội sửa sai. Nhưng Joy tức giận nói, ông trời cho mình trở lại để sửa chữa lỗi lầm, đó chính là Minh đấy trai bảo trở lại với Minh. Joy yêu cầu Minh ra khỏi cuộc đời mình, nếu không thì mình tự đi. Trước sức ép cực căng của Joy mà anh thư ký phải dừng xe cho Joy xuống. Trước khi rời đi, Joy vẫn không quên hỏi điều Minh, nếu là thằng Tong thì chắc Minh sẽ không dùng tư thế phía sau lưng đâu, mà phải nhìn được gương mặt đẹp trai của nó nữa đúng không? Joy bỏ đi vậy là Minh đuổi theo giải thích, mình thích Tong là vì bóng lưng trong phim của Tong, nhưng thật ra đó lại là bóng lưng của Joy. Tình yêu đầu tiên cũng là tình yêu duy nhất của Minh vẫn luôn là Joy, nhưng Joy nói giờ đã quá muộn rồi. Minh ôm Joy từ phía sau mà hỏi Joy không còn yêu mình nữa à? Joy nói mình vẫn yêu Minh nhưng tình yêu đó đã chết cùng với Joy trước kia rồi. Nếu muốn chuộc lỗi thì hãy buông tha Joy đi. Nghe xong như chết lặng nên Minh buông tay khỏi vòng eo sáu múi của Joy để Joy rời đi. Tưởng buông tay rồi mà cuối cùng là Minh vẫn cố chấp chạy đến ôm Joy, rồi nói Joy không được đi đâu hết vì Joy còn nửa năm hợp đồng với Minh. Minh sẽ dùng thời gian còn lại để khiến Joy yêu Minh thêm một lần nữa. Chúng nó ôm nhau đứng giữa đường lúc 12 giờ đêm hay sao mà vắng tanh như chùa Bà Đanh thế các bác nhỉ? Ở Việt Nam ôm nhau kiểu này xe không tông cho banh xác mới là lạ nha. Đúng là cứ thằng nào nhiều tiền thằng đó thắng, lỡ cầm tiền của trai nên Joy mới hồi nãy căng lắm mà giờ vẫn phải lẽo đẽo đi theo Minh về nhà cũ của mình. Minh đuổi thư ký Jim về trước, tối nay để không gian riêng tư cho hai đứa tập thể dục. Joy bước vào căn nhà cũ của mình, Minh nói lúc Joy mất tích Minh không có tâm trạng gì nên lỡ để căn nhà dơ như chuồng heo, nhưng chợt nhận ra nếu Joy trở về sẽ muốn mọi thứ vẫn như cũ nên mới cố gắng sắp xếp lại. Joy cầm bức ảnh của mình lên mà nói, bây giờ mọi thứ chẳng được như cũ nữa rồi. Nhà giàu mà sao toàn ăn mì tôm, nấu cá thế nhỉ? Minh nói mình đã học nấu trong thời gian không có Joy ở đây. Joy nói nếu đã muốn lấy lòng mình đến mức này thì sao không lôi cốc đôi của hai đứa ra dùng đi. Nhưng Joy lại cà khịa người như Minh chắc không dùng đồ bị vỡ đâu nhỉ? Vì mình đang sai lè nên phải gắng nhịn vợ, vợ nói gì cũng không được cãi. Minh đành phải nói không sao, mình vẫn còn giữ đồ ngủ đôi mà Joy đã mua. Tối nay hai đứa cùng mặc nhé. Tới đây là hiểu rồi nha quý vị. Tắm rửa thay đồ sạch sẽ Minh chờ sẵn Joy ở giường, mời gọi Joy lên giường mà Joy chỉ ngồi ở đuôi giường đách thèm lên. Minh tiến đến ôm Joy từ sau lưng. Joy hỏi Minh yêu mình thì sao lại bao nuôi Joy này? Hay do Minh chỉ cô đơn nên cần ai đó bầu bạn thôi? Minh nói 3 năm qua mình sống rất khổ sở cho đến khi gặp Joy ở thang máy, có gì đó thôi thúc Minh phải giữ người này lại. Joy hỏi Minh nghi ngờ Joy trong cơ thể này từ lúc nào?
Minh nói từ khi Joy mất tích không đêm nào Minh ngủ ngon, nhưng cái đêm được ôm Joy ngủ thì quất luôn một giấc đến sáng. Joy nói, ít ra khi Minh tỉnh dậy còn được ở trong cơ thể của mình. Nghe Joy nói câu này mà Minh cạn lời luôn, nói sao được nữa, chính Minh khiến Joy thành ra như thế này mà. Minh định hôn Joy một cái nhưng Joy quay mặt đi, vậy thôi Minh biết thân biết phận đành gối đầu lên chân Joy ngủ vậy, đêm nay không dám yêu cầu gì nhiều. Sáng đang ngủ ngon thì Joy bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, tưởng của mình nhưng không phải là của Minh nha. Joy với tay tắt điện thoại của Minh rồi mà thằng cha nào cứ gọi làm phiền thế nhỉ, dồn ào quá Joy mở mắt ra xem thì Tông gọi đến. Joy bắt máy thì Tông hỏi có phải Minh đang bận gì không, thì Joy nói Minh không có ở đây. Tông hỏi ai đó thì Joy không nói gì mà cúp máy cái dục, em coi mà đã cái nư của em ghê. Joy dậy thì đã thấy Minh nấu đồ ăn sáng rồi, con đường cua lại vợ của Minh có vẻ gian nan đây, thể hiện lòng thành vậy mà mặt Joy vẫn không cảm xúc. Joy nói nãy Tông gọi điện thoại cho Minh thì Minh bảo chắc là chuyện vay tiền thôi, ai mượn đầu tư ngu nên bây giờ nợ cả mấy trăm triệu. Joy bảo thế là mình tắt máy của Tông là đúng. Minh ngạc nhiên khi Joy cúp máy của Tông, nếu như là Joy ngày trước sẽ không dám làm thế, nhưng Joy bảo chính do mấy người đã làm Joy thay đổi. Anh Joy nói câu nào cũng đầy móc câu đá xéo, làm Minh cứng họng không hé răng được nửa lời. Minh nói hôm nay Joy có buổi tập đóng thế nên Minh sẽ chở Joy đi làm. Minh đưa Joy đi làm, trước khi Joy đi còn nói chiều sẽ đón Joy về nhưng Joy nói mình phải đón mẹ đi chạy thận. Minh hỏi tại sao Joy đối xử tốt với mẹ vậy, cho dù đó không phải là mẹ ruột của Joy. Nhưng Joy nói, vì mình đang sử dụng cơ thể của con bà ấy mà, cũng nhờ bà ấy chăm sóc nên Joy coi bà như là mẹ ruột. Minh nói nếu Joy kính trọng bà ấy như vậy thì Minh cũng sẽ kính trọng bà ấy luôn. Chàng dễ biết điều biết chuyện thế này, mẹ anh đúng là có phước mà. Đến chiều Joy đi đón mẹ ở bệnh viện thì không thấy đâu, về nhà thì thấy mẹ đang nấu cơm và có cả sự xuất hiện của Minh. Hỏi ra mới biết Minh đón mẹ Joy đi khám ở bệnh viện khác. Joy bảo đã có bác sĩ chữa cho mẹ rồi, nhưng Minh nói Joy đang chữa trị cho mẹ sai cách, khéo để lâu còn đau tim đấy. Mẹ Joy mời Minh ở lại ăn cơm thì Joy có ý đuổi Minh về, nhưng Minh bảo mình rảnh nên sẽ ăn cơm cùng mọi người. Ăn cơm xong là Minh xách đít đi về, còn Joy kéo mẹ vào hỏi chuyện. Mẹ nói sáng nay Minh đến đưa mẹ đi khám bệnh, Joy trách sao mẹ lại đi theo Minh. Không sợ bị lừa à, mẹ Joy nói nhìn là biết hai đứa có chuyện mờ ám gì rồi nha. Yên tâm, mẹ chấm con rể này rồi, cả ngày nay mẹ sai việc mà nó có than vãn lời nào đâu. Joy cãi, mối quan hệ của hai đứa không như mẹ nghĩ đâu, nhưng khi mẹ hỏi thì lại không biết là phải như thế nào, cũng lạ lắm à nha. Tối đến Joy đang lướt điện thoại săn sale Shopee thì Minh gọi điện đến. Joy giật mình khi biết Minh đang đứng dưới cổng nhà mình. Minh năn nỉ ôi xin Joy cho ngủ lại vì không có chìa khóa căn hộ mà giờ không gọi được xe. Joy quyết tâm đóng rèm không cho Minh vào, nhưng khi nghe thấy tiếng Minh la oai oái vì sắp bị chó cắn thì sốt sắng hỏi thăm, cuối cùng vẫn phải cho trai ngủ lại nhà thôi. Tắm rửa sạch sẽ, Minh bước ra, dạo này Minh lễ phép hẳn không còn ngang ngược như trước nữa. Joy nói Minh đã thay đổi rồi, suốt thời gian qua người làm mọi thứ để được ở bên cạnh đối phương là Joy mà. Minh tiến đến nhìn Joy với ánh mắt tâm tình đong đầy cảm xúc mà nói, mình sợ sẽ không được nhìn thấy Joy nữa, sợ Joy lại biến mất. Mới nghe thế thôi mà Joy đã mềm lòng rồi à? Minh bắt đầu dùng chiếc mũi thẳng tắp như đường băng của mình cọ vào mặt Joy, kích thích điểm G của Joy thành công, thế là hai đứa lại lôi nhau lên giường mà tập thể dục thôi. Nhưng Joy phải dặn trước không được lớn tiếng chứ mẹ anh ở phòng bên cạnh á, nhưng mà Minh bảo, mình đã làm thì Joy không cản được đâu, chơi im lặng làm sao mà chơi cơ chứ? Không hiểu Minh xin ngủ nhờ kiểu gì mà dưới ốp điện thoại lại có sẵn gói bột canh ba con sói thế kia. Rồi em Thụ ngồi dậy mặc áo mưa cho anh Top, sẵn sàng xuất trận thôi nào. Quất nhau mệt quá nên ngủ nướng tới sáng, Minh hỏi kỹ năng của mình vẫn tốt chứ? Làm Joy ngượng quá, nhìn điện thoại thấy 11 giờ trưa thì mới cong đít lên kêu Minh dậy, chứ mẹ sắp lên rồi. Minh hỏi sao mình không được gặp mẹ, thì Joy bảo Minh phải cưới anh trước mới được ngủ lại đấy, Minh nói không thành vấn đề. Joy bắt Minh dậy thì mẹ gõ cửa vào, nhanh tay trùng chăn lên người Minh nhưng mà giấu đầu hở đuôi, mẹ đã biết hai đứa tò te hú hí với nhau cả đêm rồi, cái nhà rầm rầm muốn sập, tao ở sát bên sao mà không biết cơ chứ. Cơm canh đã chín rồi, 12 anh xuống sơi. Minh thì vẫn tự nhiên như ruồi, ăn cơm mẹ vợ nấu mà khen ngon tới tấp lấy lòng bà già vợ. Mẹ Joy hỏi hai đứa quen nhau lâu chưa thì Minh nói mới được 5 tháng. À giờ mẹ mới biết, Joy nói dối mẹ ngủ ở phim trường là để đi chơi với trai à? Mẹ Joy hỏi Minh đã nói chuyện với gia đình chưa? Minh nói chưa thì mẹ hỏi là chưa nói hay không nói được. Mẹ Joy nhắc nhở Minh phải cho con trai mẹ danh phận chứ. Minh nói khi mọi thứ đã sẵn sàng, Minh hứa chắc chắn sẽ nói với bố mẹ chuyện mình chơi BD. Minh dẫn Joy đến công ty giải trí nổi tiếng. Minh nói hôm đó không cho Ray đến họp báo, không phải vì Tong mà là vì Minh không muốn Joy đóng phim cùng Son. Joy hỏi tại sao Minh lại nhắc lại việc này. Hôm đó Minh nói Minh sẽ đầu tư cho Joy vai chính bao nhiêu phim cũng được là nói thật đấy. Đúng lúc đó nhà đầu tư đi vào nói đang sản xuất một bộ phim lớn, do Minh đầu tư nên đã chọn Joy làm vai chính cho bộ phim. Ban đầu người đóng vai chính là Tong. Đúng là có tiền mới làm phiền được thiên hạ, đầu tư hẳn phim cho vợ đóng vai chính chỉ có thể là Minh thôi, vừa có tiền, có quyền lại còn đẹp trai nữa. Joy ngần ngại nói mình đã từng đến đây thử vai và đã được chọn nhưng đạo diễn vẫn chọn người có ô dù. Minh nói hãy để Minh trả lại cơ hội mà Minh đã cướp từ Joy. Minh đưa kịch bản cho Joy nói, Joy đọc trước rồi quyết định sau cũng được. Đúng lúc đó tên Tong mất dạy đến hỏi chuyện, Tong nói có tin đồn loại Tong để Minh nâng đỡ người mới, Minh nói đó là thật. Tong nói đều Minh không giúp anh rể mà đi giúp diễn viên đóng thế của Tong. Dám đụng vào vợ anh à, Minh bực mình yêu cầu Tong tôn trọng Joy vì bây giờ Joy đã ở cương vị là người yêu của Minh rồi.
Tòng nói Mai ra mắt bộ phim của cả ba diễn nên mời Joe và Minh đến dự họp báo. Thay cho lời xin lỗi của Tòng, Minh định từ chối thì Joe nói sẽ đi. Minh hỏi tại sao Joe lại muốn đi thì Joe nói không muốn Minh khó xử với anh rể của mình. Minh nói Joe vẫn tốt tính như trước, nhưng khi nhìn vào gương mặt mới thì Joe nói không giống như trước đâu. Minh an ủi, dù anh ở trong thân xác nào thì anh vẫn là anh thôi. Joe nói Minh thì không còn như trước nữa. Ngày trước không chịu vào giới giải trí mà giờ lại thành người nổi tiếng rồi. Minh nói mình trở thành người nổi tiếng vì Joe. Lúc trước không biết Joe ở đâu nên Minh quyết định xuất hiện nhiều trên truyền thông để một ngày nào đó Joe thấy sẽ mềm lòng mà trở về bên Minh. Joe ngạc nhiên khi Minh chấp nhận dùng sự riêng tư để đánh đổi với Joe luôn à. Minh nói cũng đáng vì bộ phim cuối cùng của Minh diễn có tên Hai Chúng Ta. Đã đến giờ lành nên hai người đi tham dự họp báo. Cùng xem phim mà Minh nói chính bóng lưng này đã làm Minh thay đổi. Nhưng nếu Joe không nói thì Minh cũng không biết đó là bóng lưng của Joe. Đến khi kết thúc phim, Minh định chụp ảnh tên của Joe xuất hiện, nhưng cuối cùng lại không có tên của Joe. Minh đoán ra Tòng đã làm việc này. Minh chạy xuống tìm Tòng hỏi cho ra nhẽ nhưng Joe cản lại vì có rất nhiều người ở đây. Đã vậy tên Tòng còn nói với phóng viên, tất cả cảnh hành động là hắn ta tự diễn, đách cần con nào thằng nào đóng thế cả. Tòng gọi Minh lên phỏng vấn cùng, nhưng Joe cản Minh lại vì nếu chuyện này lộ ra sẽ đến tai gia đình Minh. Minh bực tức vì tên Tòng dám làm thế, trong khi đang phải dựa dẫm vào mình. Minh gọi cho Tòng chửi xối xả nhưng tên Tòng thách thức lại Minh. Đang định chửi Tòng là tên khốn mất dạy thì Joe cản Minh lại. Minh ra lệnh Tòng, nếu muốn nói chuyện tiền bạc thì Tòng phải xin lỗi Joe trước mặt Minh. Minh hẹn mai gặp ở văn phòng Tòng để giải quyết cục tức này. Minh hỏi Joe không tức giận à? Joe nói tức muốn giết Tòng luôn. Nhưng sao Joe vẫn điềm tĩnh đến vậy? Joe nói Minh đã tức giận thay Joe rồi. Nếu là ngày trước, Minh sẽ không đứng về phía Joe như thế này đâu. Minh nói Joe yên tâm, ngày mai sẽ bắt Tòng xin lỗi Joe. Ngày hôm sau Minh cùng Joe đến văn phòng gặp Tòng. Joe tâm sự ghét Tòng ngay cả trước khi gặp Minh vì hắn ta là kẻ khẩu Phật tâm xà. Hồi trước Minh không để ý, chứ từ lúc Joe biến mất là mắt Minh sáng ra rồi. Yên tâm em không làm thằng Minh mù nữa đâu. Minh hứa sẽ không để cho Tòng làm tổn thương Joe nữa. Nhưng Tòng chơi bài ngửa, dẫn cả mẹ Minh đến gặp trước sự ngỡ ngàng của Minh. Mẹ bắt Minh chia tay Joe và quay về giúp đỡ Tòng. Nếu không, chuyện này sẽ đến tai của bố Minh thì bà nội đậu chuối khô luôn. Đang căng thẳng thì Joe nói không cần lo đâu vì mình chỉ là bạn giường tạm thời của Minh thôi. Có hợp đồng rõ ràng, khi nào hết hợp đồng thì sẽ không xuất hiện nữa, rồi Joe bỏ đi. Minh đuổi theo Joe xin lỗi vì không nghĩ Tòng sẽ giở trò này. Joe nói dù thế nào thì việc này cũng sẽ xảy ra thôi, không trốn tránh được đâu. Minh nói mình sẽ giải quyết được, chỉ cần Joe tin tưởng mình. Joe hỏi Minh thay đổi được gì. Minh không thay đổi được suy nghĩ của gia đình đâu. Minh xin thêm thời gian để xử lý, nhưng Joe nói mình quá mệt mỏi rồi. Joe kêu Minh buông tay để mình được nghỉ ngơi, rồi Joe bỏ đi. Đang bực mình thì tên Tòng lại chạy ra khích điều Minh. Định thao túng tâm lý Minh à? Nhưng mà mặc cho Tòng nói gì thì hôm nay Minh cũng đã thấy được bộ mặt thật của Tòng rồi. Joe về thấy mẹ thì cảm xúc bùng phát, khóc lóc, nói mọi thứ giống như mẹ nói, ngay cả khi đã biết chuyện nhưng vẫn thấy đau. Mẹ inh ôm Joe vào lòng an ủi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Minh trở về thì thấy tên Tòng đang nịnh hót mẹ mình. Tòng rủ Minh vào phòng họp, nhưng Minh đáp lại bằng một nụ cười khinh bỉ, rồi nói ai bảo mình sẽ cho Tòng mượn tiền. Rồi Minh gặp bố để nói chuyện quan trọng. Minh nói mình đang hẹn hò với một người đàn ông và anh ấy tên là Joe. Phim Chức Nghiệp Thế Thân tập 9 và 10 đã hết. Mọi người nhớ like và theo dõi kênh để đón xem review tập 11 và 12 nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.